Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với clip của mình mọi người. Đấy, hôm nay mình đang ở trong vườn nhà mình. Đấy, trời thì đang rất là nóng này. Áo dài của mình thì đã giặt hết rồi, mình không được mang mọi người ơi. Đấy, mình không được mang áo dài của mình đấy. Bây giờ thì mình đang trong vườn nhà mình rồi nhá. Đấy, mình đang ngồi một gốc cây rất là to. Đây là cây ngoá mọi người nhá. Đây là cây ngoá của nhà mình đấy, không có quạ gì hết. Đây chỉ là một cây to thôi mọi người. Đây chỉ là một cây to thôi. Đấy. Mọi người nhìn đây, mọi người cây rất là to. Đấy. Thì cây của nó rất là to, cây này thì được 4 năm rồi mọi người. 4 năm rồi. Đấy, 4 năm do tay mình trồng nhá mọi người nhá. Đấy, 4 năm mà to bằng này mà cao hơn mình rất là gấp mấy mét đây mọi người ạ. Đấy, mấy chục mét. Cây này phải tầm được 1 2 3 4 5 6 7. Tầm 15 mét mọi người. Đấy. Tầm 15 16 mét mọi người. Mình căn thì tầm đấy thôi. Đấy, mình căn. Đấy, tầm 15 mét thôi. Đây là cây ngoá nha mọi người nhá. Đây là cây ngoá mọi người ơi. Đấy, đây là cây ngoá của nhà mình. Đây là cây ngoá. Cây này thì có lá rất là to mọi người ạ. Đấy, cây này lá rất là to. Có lá cũng nhỏ, có lá cũng to đấy mọi người. Giống như con người của mình thôi. Có người to, người cao, có người béo, người gầy nha mọi người nhá. Đấy. Đấy, mình đang ngồi ở đây. Trời đang rất là nóng đây mọi người ơi. Tay mình đen hết rồi nhỉ. Đã đen hết rồi. Tay mình đen hết rồi nhỉ. Trời rất là nóng. Nóng quá mọi người. Lắng lóng thế này thì mình làm sao được. Mình làm sao đây. Lắng lóng thế này thì mình làm sao đây mọi người. Đấy, ở gần đây thì có một bờ sông. Đấy, gần ở đây thì gần bờ sông. Đấy, một bờ sông rất là to, rất là dài. Thì bờ sông này thì nó bắt nguồn từ Thái Lan sang mới nhá. Thái Lan qua Lào này, Lào có các tỉnh Lào này, rất là nhiều tỉnh này, tỉnh Lào này. Đấy, qua các Thái Lan qua Viêng Chăn đấy, xong rồi Lào xong đến Việt mình nha mọi người nhá. Từ sông Má này mọi người nhá. Đấy. Bắt nguồn từ Lào sang mới nhá. Đấy. Bắt nguồn từ Lào sang mình. Đấy mọi người ơi. Đấy, sông rất là to. Đây bây giờ mình sẽ quay xuống cho mọi người xem này. Con sông này. Đấy. Đây mọi người cũng có thấy con sông ở dưới chứ mọi người. Đấy con sông đấy mọi người ạ. Đấy. Con sông rất là to nhá mọi người nhá. Đấy con sông rất to dài. Đấy sông ở đấy thì rất là nhiều con cá khé nhá mọi người nhá. Con cá khé thì to là lớn là to. Trưởng thành nhất là tầm con 3-40 cân mọi người nhá. Đấy rất là nhiều. Con rất là to. Đấy thấy con sợ mà. Đấy thấy rất là sợ. Đấy con 3-40 cân. Đấy, con cá đấy thì dưới thành phố thì họ bán rất là đắt mọi người nhá. Cân 400 mọi người. Đấy, con cá đấy vừa bán ở dưới thành phố cân 400. Đấy rất là đắt mọi người. Rất là đắt nha mọi người nhá. Cây rất là đắt mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đi đâu chơi trong khu vườn nhà mình đây. Hay là ra bờ sông chơi nghịch cát mọi người ạ. Ngồi đây trong vườn rất là mệt. Ngồi đây trong vườn nhà mình rất là mệt mọi người ạ. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi dạo vào trong khu rừng này nhé. Cách đây 25 năm rồi mình mới trở lại đây rồi. Rất là mệt mọi người ơi, mình đang trong khu vườn nhà mình. Đau tay thế.
Dạo chơi đâu cho nó vui đây mọi người ơi. Dạo chơi đâu cho nó vui, nó vui, nó sướng người. Người ta nói ngày nào buồn nhận là ngày chơi đố cơn mưa. Mà sao đêm nay ngày đèn vẫn chưa về. Gió đè dìm nhạc buồn nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư buồn phiền. Một ngày vui bên sau vạn ngày xấu. Mọi người tự dưng mình muốn hát mọi người. Hát mới hát một tí thôi. I play say a plashi plashi plasha play so. I play say a plang sang plang sang plashe no. Mình đang đào, mình đang ngồi, mình nghịch cái cát mọi người. Nghịch cát đây, mình đào đây. Mình ngồi mình cát à. Bây giờ thì đã 1 giờ rồi mọi người ơi. Đã 1 giờ hơn mọi người nhá. Đã 1 giờ hơn rồi mình vẫn chưa về nhà, mình vẫn phải trông con đây, mình phải trông vườn để khỏi con trâu con bò nó vào vườn. Đấy. Đấy. Rất là buồn. Người ta nói ngày lòng buồn nhận là ngày chơi đố cơn mưa. Mà sao em ơi, em ơi, em yêu ơi. Tiếng đã giặt vào, tiếng đã giặt vào. Ông nông đi nưng cửa chào vô. À mọi người ơi, bây giờ mình mọi người vào cùng mình vào trong vườn mình đi dạo nha mọi người nhá. Đi dạo xem vòng. Đấy mọi người ạ. À, let's go mọi người ơi. Đi cùng mình nào mọi người ơi. Mọi người đi cùng mình vào trong vườn mình dạo nha. À, mình lại vào trong một gốc cây rất là to. À, gốc cây đấy ơi. Hơi bị rầm rạp mọi người nhá. Mọi người bây giờ tìm chỗ nào mát mát mình ngồi nhá mọi người nhá. Đây. Đây khu vườn nhà mình mọi người thấy đẹp không ấy? Đấy mọi người thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn ạ. Mình sẽ vào trong. Đấy. Mình sẽ vào đâu mình ngồi cho nó mát mẻ. Mát mẻ sảng khoái. Tinh thần tình yêu thương. À. Ai chà. Có ca của nhà mình đấy. Đây mọi người. Mình đã tìm thấy một chỗ rất là lý tưởng. Đây. Đây mọi người. À, mình sẽ ngồi đây. Giờ đây vào xem có gì. Ôi, mọi người mình sẽ chuyện chối. Ở đây thì không hay mọi người. À, chuyện chối thôi. Ai chà chà. À, mình đã tìm được một chỗ rất là lý tưởng để ngồi. Đây rồi. Chỗ này thì mình khỏi chê luôn. Chỗ này thì mình khỏi chê luôn nhá mọi người nhá. Đấy. Wow. À con chim vào vườn mình hót mọi người.
ai chả con chim. Trời bây giờ đang là nắng rất là khát. Mình sẽ ngồi tạm đây một tí. À, nhiều bài thế. Mọi người bây giờ mình sẽ xin phép ra ngoài một tí nhé. Đấy, một tí mình sẽ ra giới thiệu ô cà của vườn nhà mình đấy mọi người. Mình sẽ ra ngoài một tí nữa nhé. Mọi người chờ mình một tí nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip mọi người. Đấy, hôm bây giờ mình đào trong rừng vườn mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ vào trong vườn để xem như là cái nào mát như thế. Đấy, mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái quả trong khu vườn nhà mình nhé. Mọi người, theo mình. Let's go, xin lỗi mọi người nhé. Mọi người ơi, trời đang là rất nóng mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ vào việc luôn. Đấy, mình vừa nói rồi đấy. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem một loại. Đây mọi người ơi, đây là quả cà của vườn nhà mình. Đấy, rất là nhiều nhá mọi người nhá. Đấy, đây là quả cà có gai của vườn nhà mình nhé mọi người nhé. Quả cà có gai à, nóng thế nhỉ. Đây là quả cà có gai của nhà vườn nhà mình mọi người ơi. Đây đấy, mọi người có được biết không nhỉ? Đây là cà có gai đấy. Đây là cà khum nhé mọi người nhé. Đây là cà khum của vườn nhà mình đấy, ăn rất là ngon. Đây là cà khum nhé mọi người nhé. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ bóc bên trong ra cho mọi người xem nhé. Đấy. À, cà này mọi người ơi, đây, hạt của nó màu vàng mọi người nhá. Hạt nó màu vàng đây. Hạt của nó màu vàng nhá mọi người nhá. Đây, hạt của nó màu vàng. Đấy. À. À, trời thì rất là nóng ạ. À, hạt nó màu vàng. Đấy. Quả của nó vàng luôn. Đấy. Không chín, chưa bê quả chín rồi nhá. Đấy, quả này quả chín rồi mọi người. Đấy, vườn nhà mình rất là nhiều cà. Đấy, cà của nhà mình thì rất là nhiều đây. Lá của nó cũng có luôn mọi người. Lá của nó cũng có gai luôn mọi người. Đấy, lá không, mình sẽ không hái được mọi người. Đấy, khi nào mình bỏ nhà mình hái bán mọi người. Cà ở đây mình bán mọi người nhá. Đấy, ai muốn mua thì mọi người nhớ comment bên dưới để mình hái về mình bán cho mọi người nhé. Đấy, đây mình hái, mẹ mình hay lấy cái kéo về mình cắt nhưng mà cắt nhưng mà nhé. Đấy, cắt lấy quả của nó thôi mọi người. Đấy, cắt lấy quả của nó. Đây là quả cà, cà có gai nhưng mà đây là cà khựa nhá mọi người. Cà khum nhá mọi người nhé, không phải cà khựa, mình nói sai. Đây là cà khum nhá mọi người nhé. Đấy, lá của nó cũng rất là nhiều gai này mọi người. Bây giờ mình đụng vào sửa chống tay mình rất là đau mà. Đấy, rất là đau luôn. Đấy, mọi người ai có thì mọi người nhớ cẩn thận nha mọi người nhé. Đấy, rất là đau. Cả có gai, lá cũng có gai, thân cũng có gai. Đấy, rất là đau luôn. Đây,
người lá của nó đây, mọi người nhớ nhau nhé. Lá rất là nhiều gai. Đấy, đây. Cà của mình đây. Có rất là loại nhiều loại nhỏ thế này, quả mini nhà mọi người nhé. Đấy, quả mini. Mini tép, mini tép. Đấy. Nhà này có quả mini. Đấy. À, con này có con sâu mọi người. Đấy, con sâu vào ăn rồi. Con sâu nhỏ vào ăn rồi mọi người ơi. Đấy, rất là nhiều sâu. Hôm nào mình phải sang mình giết một con sâu được mới được. Nhà mình dùng không có chất kích thích nha mọi người nha. Là trồng cà không có chất kích thích nha mọi người nha. Đấy, nhà mình trồng cà không có chất kích thích. Mọi người nếu mà ai muốn mua thì mọi người nhớ comment bên dưới cho mình. Đấy, để mình báo với mẹ, để mình báo mẹ về, mình báo giá luôn. Đấy, mình báo giá luôn cho mọi người. Đấy, mình báo giá cho mọi người rồi mình sẽ sang hái cho mình gửi xuống cho mọi người nha mọi người nha. Để mình ship xuống cho. Đấy, gửi xuống cho mọi người. Đấy, mọi người nhớ nhá. Cà này ăn rất là ngon mọi người. Đấy, mình có thể làm cà chua này. Không, cà muối đấy mọi người. Đấy, mình có thể làm cà muối ăn rất là ngon. Đấy, ăn làm cà muối ăn rất là ngon. Đấy, cà muối thì rất là ngon luôn, tuyệt vời luôn mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ đi ra chỗ ngoài kia mình hái về cho mọi người xem nha mọi người nhá. Đấy, một loại cây đây, mọi người chờ mình nhá. Đấy. Đi thôi. Ê mọi người, mình sẽ chuyển sang chỗ đấy luôn nha mọi người nhá. Mình sẽ chuyển sang chỗ chỗ này ngồi luôn. Đấy. Mình sẽ chuyển sang chỗ này mình ngồi nha mọi người nhá. Đấy. Rất là mát luôn. Ai chà. Xin lỗi mọi người nhá. Máy quay hơi rung nha mọi người nhá. Máy quay hơi rung. Xin lỗi mọi người. Đây. Mọi người ơi, thì bây giờ mình đang ngồi gần một loại cây. Một loại lá cây đây mọi người. Vườn mình rất là nhiều đây mọi người có thể thấy. Đây. Lá này có thể ăn được nha mọi người nha. Đấy, nhưng mà phải luộc mới ăn mọi người nha, ăn luộc lên mới ăn được mọi người ơi. Luộc lên mới ăn được mọi người nha. Mọi người nhớ nha. Mọi người luộc lên cho mình rồi mọi người ăn mọi người nha. Đấy, trong vườn thì mình thấy rất là nhiều loại này. Đấy, cái lá này. Đấy, rau này mọi người nha. Lá rau này mọi người ơi. Đấy, đặc biệt là cái cây này. Cái cây rau này thì rất là nhiều quả như gì gì. Này. Đấy, rất là nhiều quả như gì, nó có hạt nha mọi người nhé. Nên trong vườn mình nó mới xuống rất là nhiều cây loại này. Đấy, nhiều cây rau loại này. Bây giờ thì mình sẽ bóc ra xem cho mọi người xem cái hạt nó. Nó nhỏ quá mọi người không thể thấy được đâu mọi người. Đây, mọi người thấy được đấy. Hạt rất là nhỏ mọi người nhé. Hạt rất là nhỏ, hạt có màu đỏ đấy mọi người. Hạt có màu đỏ nâu. Đấy, hạt có màu đỏ nâu nha mọi người nhé. Mọi người nhớ là hạt của mình có màu đỏ nâu nhá mọi người nhá. Đấy. Đây là rau khi cay nhá mọi người nhá. Đây là rau khi cay. Đấy, ăn rất là ngon luôn. Rất là tuyệt vời luôn mọi người. Đấy, mọi người về mọi người luộc chấm nước mắm ăn rất là ngon. Đấy, mọi người lấy ngọn của nó đi. Đấy, mọi người lấy ngọn của nó đi. Đấy, lấy ngọn này như thế này thôi. Vì mọi người có thể luộc ăn mọi người nhá. Đấy, ăn rất là ngon luôn. Ăn rất là ngon luôn mọi người.
ăn rất là ngon luôn. Ngon man lì, ngon trầm trì. Đấy, ngon tuyệt vời. Đấy mọi người ạ. Ăn rất là ngon luôn ấy. Mọi người nhớ mọi người rau khí cay nha mọi người nhá. Rau khí cay mọi người có thể mọi người mang về mọi người ăn mọi người nhá. Đấy, mọi người ai muốn ăn thì mọi người nhớ comment bên dưới thì mọi người bây giờ mình sẽ ship cho. Đấy. Cái này thì mình rau này thì mình sẽ ship cho Khung thử ơi. Mọi người nhớ là mọi người chỉ cần trả tiền cước xe là được rồi. Đấy, mình sẽ hái rau cho mọi người nhá. Mọi người nhớ chỉ cần trả tiền cước xe cho mình là được rồi. Mình sẽ hái cho ăn thôi mọi người. Để mời mọi người ăn thôi. Đấy, đây là rau khi cay. Đấy, ăn rất là ngon mọi người nhá. Đấy, mọi người chỉ cần trả tiền cước xe cho mình thôi. Là nhá mọi người nhá. Mà mọi người nhớ comment bên dưới cho mình. Đấy. Mọi người nhớ comment bên dưới cho mình. Mọi người nhớ comment bên dưới cho mình để mình còn hái cho mọi người xuống cho mọi người ăn mọi người nhá. Bây giờ chị sẽ lại mới quay một tí chút. Đây xin lỗi mọi người nha, mình chỉ sẽ lại mới quay tí. À, đây rồi. Đã xong, chị sẽ lại mới quay đã xong. Trời thì rất là nóng mọi người. Trời rất là nóng mọi người. Trời rất là nóng. Nóng đến nỗi không thể nào ra ngoài. Ra ngoài. Ơi. Chơi trong vườn của mình rất là mệt. Đây, mình thấy là mệt. Hay mình ra bờ sông mình chơi thì mọi người. Ra bờ sông mình chơi nhá mọi người nhá. Ra bờ sông chơi thôi. Trời rất là nóng. Hoặc là ra mình ngồi trong gốc cây to. Đấy, sẽ mát hơn mọi người nhé. Đi thôi, đi theo mình nè mọi người. Đấy, mọi người cũng thấy đấy, trời rất là nóng mà. Mình cháy đen hết cả người rồi. Ai chà. Mình tìm được một chỗ lý tưởng trên bãi cát mọi người. Một chỗ rất là lý tưởng. Ai chà. Ôi, mình phải đội mũ vào không cháy cái mặt mọi người. Nắng nóng gì là tầm 40 độ thế này. Chết. Chết rồi. À, trời rất là nóng. Bây giờ mình không biết phải làm thế nào luôn. Trời rất là nóng lắm mọi người ạ. Chết khiếp thật mọi người. Nắng nóng quá. À, mình sẽ nằm trên bãi cát một tí. Ơi trời ơi. Ơi chết ơi. Nắng nóng quá mọi người ơi. Nằm ở đây. Mình sẽ phải nằm một tí mọi người nha. Nằm trong vườn cũng khổ thế. Nằm trong vườn, ngồi trong vườn cả ngày thế này chết. Nằm trong vườn.
Còn nó mệt không? Cứ học lao hồ được còn nó em chờ mệt buồn. Bò mệt buồn thì còn siêu nè. Còn siêu thế nào rồi? Thiêu thiêu xuân rồi. Khó áo. Mình. Lao trò cũng vậy lao nè. Học lao hồ. Có gì thì mình lột tê. Trông vào nơi nâng. Con nằm chơi như hình ảnh. Đấy, mọi người ơi, thì nay mình nói chuyện với một người điên đang chạy vào rừng, vào vườn của mình. Đấy, mình bảo là hái ăn quả đi, thì mình bảo nó là hái ăn quả rồi đi, rồi về nhà đi mọi người nhé. Đấy, mình bảo nó là thế. Trời nóng thế. Mệt quá nhỉ. Ô cháy hết mặt mọi người. Mình bị ho rồi. À, mọi người mình sẽ lại làm tiếp mọi người nhé.
Ê mọi người, bây giờ thì mình rất là khát nước. Bây giờ mình sẽ đi kiếm nước uống nào mọi người nhé. Mọi người chờ mình một tí nhé. Thank you.
Đây mọi người ơi, mình đã trở về rồi đây mọi người ơi. Đấy, rất là lâu mình đi kiếm nước thì mình có kiếm được một tí thôi mọi người ạ. Đấy. Ở trong vườn đây mình thì rất là ít nước đây mọi người ạ. Đây rất là ít nước sạch. Đấy. Mình đong được có thế này thôi mọi người. Mình đong ở một trên đồi mọi người ạ. Đây, trên một chỗ đồi rất là cao, nó xuống từng giọt một. Đấy, chỉ tưới nước trong vườn thì mình hút lên từ trong suối nha mọi người nhé, hút lên từ suối lên để mình ấy nha mọi người, mình tưới nước. Bây giờ mình sẽ uống nước đã mọi người nhé, mình rất là khát mọi người ơi, mình uống nước nha mọi người nhé. Mình phải đi lại một tí để khỏi chống khát nước nha mọi người nhé, không một tí khát nước là không có chỗ, không có uống đâu mọi người, không có uống đâu, không có nước uống đâu mọi người, khát nước không có nước uống đâu. Ở đây thì mình có thấy mấy hòn đá mọi người, mấy hòn đá rất là đẹp luôn. Đấy. Đây thì bây giờ mình sẽ ngồi mình xếp đá cho mọi người xem rồi nhé. Đây rồi, đây mình sẽ lại máy quay đây. Đấy, rất là nhiều đá đây mọi người ạ. Đấy, rất nhiều đá. Bây giờ mình sẽ ngồi mình xếp cho mọi người xem mọi người nhé. Mọi người xem mình xếp đá mọi người nhé. Đấy, vừa trong vườn vừa xếp đá đây, khu vui chơi mọi người. Vui chơi giải trí. Mình ngồi mình xếp đá thôi. Đây, ở đây rất là nhiều đá đẹp mọi người. Bây giờ mọi người nhìn mình xếp mọi người nhé, xếp cho thật là đẹp mọi người nhé, xếp thật là đẹp.
người nhìn mình xếp mọi người nhá. Mọi người theo dõi mình xếp nha mọi người nhá. Đấy, khi nào vào xong thì rất là đẹp luôn mọi người. À, chả sập rồi người ơi. Ôi trời ơi, sao lại sập thế này? Đây mọi người ơi, mọi người có thấy đẹp không mọi người ơi? Mọi người có thấy đẹp không ạ?
trà sập rồi mọi người. Viên đá to này. Viên đá to này. Viên đá to này. Bao nhiêu công sức của mình sụp đổ hết rồi. Bây giờ mình sẽ xếp lại thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ xếp lại nha mọi người. Đấy, mọi người có thấy đẹp không? Có chí thì nên, nhà có nền thì mình đấy. Mình sụp đổ một lần mình có thể làm lại lên. Đấy, mình sụp đổ mình có thể làm lại mọi người nhé. Mình sụp đổ mình có thể làm lại mọi người. Đấy, mình sụp đổ mình có thể làm lại. Còn hơn cả sửa cái sụp đổ đấy cơ. Đó, làm đẹp lắm mọi người. Làm đẹp luôn. Mọi người chờ mình một giây lát mọi người nhá. Đấy mọi người chờ mình một giây lát, một tí mình sẽ sang xếp tiếp mọi người nhá. Một tí mình sẽ sang xếp tiếp mọi người. Đây rồi mọi người. Đây rồi mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình xếp mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xếp mọi người ơi. Đấy.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục xếp nhé. Đấy, xếp thật là đẹp, thật là cao lên mọi người nhé. Xếp thật là cao lên mọi người. Đấy, xếp tòa tháp nữa nhé. Đấy, làm tòa tháp. Tòa tháp xếp bằng đá mọi người ơi. Trang số rất là đẹp luôn, đẹp lung linh, đẹp tuyệt trần. Người yêu ơi em đẹp tuyệt trần. Mình bị điên. Mình bị điên rồi. Đây mọi người nhìn mình xếp mọi người nhé. Mọi người nhìn mình xếp mọi người nhá. Đây. Mình đang xếp lên rất là cao mọi người ạ. Đây, một tòa tháp rất là đẹp luôn. Mọi người có thấy đẹp không mọi người? Rất là đẹp luôn đúng không? Một tòa tháp rất là đẹp luôn mọi người ạ. Sắp xong rồi mọi người ơi. Đây, bây giờ đã xong rồi. Rất là đẹp luôn không mọi người ơi. Rất là đẹp, xong rồi mọi người. Đấy, xong rồi mọi người. Bây giờ mình sang ngoài ra ngoài một tí mọi người nhá. Đấy, xong rồi mọi người.
Đấy, rất là đẹp luôn. Chạm luôn quay chặt chạp cũng chết đi nữa. Thật xưa giờ ông có cạt để tỏ mà khoan khoan đèo lên đi không có cả quay không có cả mà toay mà ui đọc ếch nì đẹp đẹp hàm mô mấy mạc lúc nữa nì là gì đây con ngâm của hàm mô. Cái liệu ít có lên đi khác con nuôn là tôi nuôn là 30 phút cụ quay chưa cơ cụ tục cụ cụ làm là quay lùi cụ đã lùi khem nằm quay lại mà tốc tục khám nâng mơ mà tốc tục cụ khám nâng mơ khám tạo ngược hướng ngược mà ai nhìn chứ nhìn tao quay tè với khẩu quay xuống quay xuống quay ngược tao gặp chinh cắt xoay tổ hình này có xám bùi ngay cú ấy là xám bùi lau khẩu ăn nâng thế nhạc ăn nâng cái lòng kìa cái ế xuống chứ nâng mà xuống sắp thở bà xuống hình phép thì xuống hình phép lâu dê như có người nọ được là cái đêm còn đi xem nhưng mà khi người già rồi mình đi xem nó sẽ thấy gì nên là người lộc là mà vẫn cặp chơi cươn ra thành là cặp ปั่นช่างเตือนมาเสียสั่ง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 ปั่นช่างเตือนมาเสียสั
có vương không? Thằng phải không? Tốt ta, à, lốt ta, các bạn.
Ôi mọi người ơi, mình đã trở lại với mọi người rồi đây. Một kết cục rất là đẹp mọi người đúng không? Đó, một kết quả của mình rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy. Xếp bằng này chưa được mọi người nhỉ. Mình sẽ xếp thêm mọi người nhá. Rồi mình uống nước đã mọi người. Khát nước của mọi người. Ăn nước không mọi người. Bây giờ mình sẽ uống nước nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ uống nước đã mọi người nha. Nước cũng đã hết rồi mọi người ơi. Buồn quá. Đấy mọi người thấy hay không mọi người? Đấy, lâu lâu phải giải trí mọi người à, cho nó khỏi đỡ buồn. Cho nó đỡ buồn mọi người ơi. Lâu lâu giải trí mọi người nha. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ xếp thêm mọi người nha. Xếp thêm à, xếp thêm mọi người. Mình sẽ lại xếp thêm mọi người nhá. Mọi người xem mọi người nhá. Mình phải cẩn thận thôi, bây giờ không là độ đấy. À chà. Mình sẽ đặt viên đá nhỏ thôi mọi người ạ, không nó sập.
có sập nha, mong là không có sập. Đấy, sếp đang đẹp rồi mọi người nha. Rất là đẹp đúng không mọi người? Rất là đẹp luôn. Cương này, ông Cương này, lấy chiếc khóa cái bàn nổ. Dùng thùng thầu thì, dùng thùng thầu, dùng thùng thầu nè. Cái vay nữa. Cắn vay thùng thầu nè. Chơi nè. Đây mọi người vừa đấy thì mình. Vừa mới nói chuyện với thằng vào trong vườn với mình. Đấy thì nó là đường đi ở nào đấy, nơi đầu thì mình sẽ đi bên kia mọi người, mình nói thế mà nhá. Đấy, mình nói là đi bên kia nhá, đi bên kia nhá, đi bên kia nhá. Đấy. Đường đi bên kia. Cứ hỏi nhiều. Đường cái đường rất là rộng mà cứ hỏi. Thằng đấy bị hâm hâm dở dở. Mình sẽ tiếp tục xếp mọi người nhá. Đấy mọi người thấy có thấy đẹp không mọi người? Rất là đẹp luôn đúng không mọi người? Hên rồi. Ồ. Thông là sóc tiếng mà. Ồ. Vèo lùi về. Quái mình phân hòa sóc tiếng. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với clip của mình. Để hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cho các bạn xem một cây voan nhé. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem một cây voan. Mọi người ơi, đây là cây voan này. Mình sẽ lấy lá về, mình lên trên kia mình sẽ bắt đầu mình sẽ nói chuyện về cây voan này nhé. Đây cây voan hay còn gọi là cây khảm voán đấy mọi người ạ. Hay còn gọi là cây khảm voán nha mọi người nhá. Đây mình sẽ bắt đầu đi lên trên kia. À mọi người ơi, sập rồi. Trời ơi, vãi trưởng. Người ơi, công sức của mình, công sức mồ hôi của mình, thế này là tan vỡ. Thế này là tan vỡ. Thôi không sao mọi người, mình sẽ bắt đầu mình xếp lại nha mọi người nha. Thành cho nó ngọn thêm thế này mọi người nha. Mới xong mọi người nha. Sắp xong rồi lại tan vỡ rồi mọi người ơi. Ơi. Mình sẽ tiếp tục xếp lại thôi mọi người. Không sao cả. À?
nay em đi đâu? Em sao không đón anh? Ngày hôm qua anh đi đâu? Tại sao anh không đón em? Tại sao anh cứ bắt em phải cho ngạc măng? Người đẹp ơi, chân anh vạch. Người đẹp ơi, chân em vạch. Chỉ mà chân em đi gặp đôn chỉ. Lưng thì em gắt cho ba lô với ao body. Xe gì quay alpha. Tay anh cứ bết ga. Đêm anh ôm bóng đá với xì xa. Rồi anh cứ hát lên cho em nghe một bài tình ca. Da đi da đi da, da đi da đi ta. Châu già thiên gặp cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Em thì trông như gái một con, thế là thế mà anh vẫn cứ đồ em nè. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Củ khoai tây trồng ở đây đây, trồng ở đây. Trồng cây trồng đây Lào. Mình sẽ xếp lại mọi người nha. Mình sẽ xếp từ từ thôi, làm cho nó xong. Này. Đấy mọi người ơi. Đấy rất là đẹp đúng không mọi người ạ? Đây. Mọi người nhìn đi. Một lâu đài rất là đẹp luôn, hoành tráng luôn mọi người ơi. Đấy bây giờ mình sẽ xếp xong rồi mọi người ơi. Rất là đẹp đúng không ạ? Nan lạ.
rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đấy mọi người, bây giờ mình sẽ ra ngoài một tí mọi người nhá. Mọi người chờ mình một tí mọi người nhá. Đấy mình sẽ xếp một cái thêm mọi người nhá, xếp một lô đài thêm. Lưng về. Phải sọt ngăn cũng thế nào. Mình
tên là rau cát. À, mì ho hả? Đây mọi người ơi, mình đã trở về rồi đây. Đấy. Mình đã xếp xong tòa nhà đầu tiên. Đấy, bây giờ mình sẽ xếp cái thứ hai mọi người nhá. Mọi người xem mình xếp rồi nhá. Mình sẽ xếp cái thứ hai. Đấy, lấy cái này chắn đi. Xong mình mới xếp lên nhá mọi người. Đấy, đây là to chắn. Chắn xung quanh kiểu là làm nền đấy mọi người ạ. Kiểu là làm nền đấy. Đấy, làm nền nha mọi người nha. Đấy. Đây rồi. Bây giờ mình gió này mọi người ơi. Đấy, mình làm nền nhà trước nha mọi người nha. Mình làm nền nhà trước nha mọi người nha. Mọi người xem mọi người nha. Đấy, mình làm nền nhà đó. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu xếp lên nữa nha.
bà ngủ đấy chứ. Đây, bây giờ mình đang xếp, mọi người nhìn mình xếp mới nhá. Đấy. Mắc khưa nha mọi người nha. Họ gọi là quả mắc khưa. Quả mắc khưa rừng. Rất là ngon. Thì ngon luôn. Sẽ đi lấy cho về cho mọi người xem nha mọi người ở đây chờ mình một tí nha. Mọi người nhìn mình xếp mọi người nhá. Mọi người nhìn mình xếp nhá. Đẹp luôn.
Mọi người nhìn mình xếp mọi người nha. Mọi người theo dõi mình xếp mọi người nha. Đấy, mình sẽ ít nói thôi. Đây, bây giờ mình xếp mọi người ơi. Đấy, mọi người cứ theo dõi mình xếp đi mọi người nhé. Đấy, mọi người có thấy đẹp không mọi người? Rất là đẹp luôn. Cái này mình sẽ làm thấp thôi nha mọi người nhé. Cái này mình sẽ làm thấp thôi. Mọi người, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài một tí, xong một tí mình sẽ về mình xếp tiếp mọi người nhá. Mọi người chờ mình nhá mọi người nhá. Mọi người chờ mình một tí mọi người nhá.
Mọi người ơi, mình đã trở về. Thì vừa nãy mình ra ngoài, mình vào vườn thì mình có hái được mấy quả ổi. Đây mọi người ơi, đấy chắc chắn sẽ rất là ngon. Đấy mọi người ơi, mời mọi người ăn cùng mình nhé mọi người nhé. Đấy mình mời mọi người ăn cùng mình nhé mọi người nhé. Đấy mình sẽ đặt đây, mọi người ăn cùng mình nhé mọi người nhé. Mời mọi người nhé. Có màu đỏ ấy. Nhìn nè, mà ối tay viền nó chẹp chẹp là bá. Rất là ngon mọi người. Ngon thế này nhờ. Ăn xong quả ổi mình sẽ làm tiếp mới nhá. Mời mọi người ăn của mình nào. Rất là ngon luôn mọi người. Mời mọi người nhá. Mình sẽ ăn quả thứ hai mọi người nhá. Rất là ngon luôn. Mời mọi người ăn của mình nhá mọi người nhá. Ôi vườn nhà mình nhá mọi người. Rất là ngon. Rất là ngon luôn mày. Rất là ngon luôn mọi người nhá. Mình phải ăn từ từ thưởng thức mọi người nhá. Mình phải ăn từ từ mình thưởng thức mọi người nhá. Đấy, ngon quá mọi người. Là ngon. Ăn quả thứ ba người nhá. Ăn rất là ngon mọi người. Rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời mọi người. Rất là ngon. Xuống dưới đây. Ngon cực khủng luôn mọi người. Đấy, nếu ai muốn ăn thì mọi người vào vườn mình ăn mới nha. Đấy, đừng cho mình ăn mới nha. Đấy.
mọi người nhớ nhé, vào vườn mình cho ăn mới nhá. Đấy, rất là ngon luôn, rất là mê ngất ngây luôn mọi người. Đấy, ngon mê ngất ngây. Wow, tuyệt vời. À, mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm thôi mọi người. Mình ăn ổi xong mình sẽ tiếp tục làm thôi mọi người ạ. Mình tiếp tục làm thôi nhé. Đấy, vừa nãy mình ra vườn mà hái ổi đấy mọi người. Đấy, ăn rất là ngon. Vụ ổi trong vườn nhà mình. Đấy, rất là ngon luôn mọi người ạ. Đây mọi người, thì mình đã xếp xong cái lâu đài của mình rồi. Đấy, mình cao một cái nhỏ ở đây mọi người nha. Đấy, thì người cao người to mọi người nha. Đấy, bây giờ mình đã xếp xong rồi mọi người. À, rất là tốt nha mọi người nha. Rất là đẹp đúng không mọi người? Mọi người có thấy đẹp không mọi người? Rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người. Đấy, mọi người rất là đẹp luôn. Bây giờ mình thấy khát nước quá mọi người. Bây giờ mình lại đi kiếm nước nha mọi người nhá. Bây giờ mình lại đi kiếm nước, mọi người chờ mình nhá mọi người nhá. Mọi người chờ mình đi kiếm nước đã mọi người nhá.
Đây là rau A Mang ăn rất là ngon, cắt nhá.
tay phát này. Cắm nạp đây. Đây mọi người, mình đã trở về rồi. Nhưng mà mình kiếm nước không được mọi người nhá. Đây, mình kiếm nước vẫn không được. Đấy. Không kiếm được mọi người. Rất là buồn. Rất là buồn thì mình đi mình kiếm được một điếu thuốc mọi người nhá. Đấy, mình đi mình kiếm được một điếu thuốc mọi người nhá. Đấy. Đấy, kiếm được một điếu thuốc. À, mọi người ơi, mình rất là khát nước, mình muốn nước quá mọi người. Đấy. Đây thì vừa nãy thì mình có lại dư lại một quả ổi mọi nhá. Bây giờ mình sẽ ăn ổi nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người ăn cùng mình nha mọi người, quả ổi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn ổi rồi mình sẽ dẫn mọi người đi vui chơi trong vườn hoặc là ra gần bờ sông mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ ăn ổi nha. Mọi người ăn cùng mình mọi người nhá. Mời mọi người ăn nhá. Mình ăn từ từ thưởng thức mùi nhá. Đấy, nó mới ngon mọi người. Ăn nhanh là không có mùi vị mọi người nhá. Mùi vị của ổi của nhà mình rất là thơm mọi người nhá. Rất là ngon mọi người. Rất là ngon mọi người. Tuyệt vời luôn mọi người, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ chuyển chỗ ở đây mọi người nha. Mình sẽ đi chỗ khác mình chơi mọi người nha. Bây giờ mình sẽ chuyển chỗ thôi mọi người. Đây, let's go, đi theo mình nào. Wow. Vào trong vườn mình đi chơi. À, mình mới thấy một lá cây. Đây. Đấy mọi người ơi. Đấy. Mình sẽ ngồi đây mình giới thiệu cho mọi người nghe. Một loại lá cây rất là tốt mọi người nhá.
Đây thì đây một loại lá cây. Một loại lá cây loại dây. Đây, một chùm dây luôn mọi người. Đây một chùm dây luôn. Đấy mùi rất là thơm nhưng mà nó rất là đắng nha mọi người nhá. Đấy. Rất là đắng luôn mọi người ơi. Đấy. Đây là thuốc đắng mọi người nhá. Thuốc rất là đắng luôn mọi người ơi. Thuốc đắng giá tật. Đây mọi người ạ. Đây mình sẽ lấy lá xanh cho mọi người xem. Đấy, ở đây thì mình rất là trồng nhiều mọi người nhá. Lá này mọi người nhá. Đây. Trên đây thì người ta gọi là dây côm qua nhá mọi người nhá. Dây côm qua đây, lá đây mọi người. Một loại dây mọi người nhá. Dây côm qua. Đấy. Mở dây côm qua, đây là thuốc nha mọi người nhá. Đấy, đây là thuốc. Đây. Đây là có thể là thuốc chữa bệnh tiểu đường này mọi người nhá. Đấy, vì sao nó bị trị bệnh tiểu đường? Vì nó đắng mọi người nhá. Bệnh tiểu đường thì mình hay ăn ngọt đấy, người hoặc là người béo ấy, mình hay ăn đồ ngọt thì sẽ rất dễ bị tiểu đường mọi người ạ. Đấy. Thì mình đã đây thì bây giờ mình sẽ ăn chất đắng vào để phá đi cái chất ngọt mọi người nhá. Đấy. Mình thì không ăn được đồ đắng mấy mọi người, nhưng mình sẽ cố ăn. Đấy, nhìn người mình béo lắm. Đấy, vì mình béo thì mình cũng hay ăn. Đấy. Bà của mình thì hay ăn lắm mọi người ạ. Đấy. Mình lấy giọt cùng nhá. Mình về mình luộc ăn mọi người nhá. Mình về luộc mình chấm nước mắm ăn nha mọi người nhá. Đấy, ăn rất là ngon mọi người ơi. Đấy, ăn rất là đắng mọi người ạ. Mình xin lỗi mọi người nhá. Đấy, mình ăn vừa đắng vừa ngon nhá mọi người nhá. Đấy, rất là tốt mọi người nhá. Đấy, mọi người nhớ cho mình mọi người nhá. Ăn vừa đắng vừa tốt. Đấy, còn chữa bệnh tiểu đường nữa. Đấy, ngại gì mà không ăn mọi người ơi. Đấy, mọi người gì ăn dây côm qua mọi người. Ngại gì mà không ăn. Đấy. Đấy, nó có quả của nó đấy mọi người. Đấy, đây là dây côm qua. Mọi người có thể ăn rất là ngon luôn mọi người ạ. Đấy, ăn rất là ngon. Mọi người nhớ cho mình nha mọi người nhá. Đấy, ăn rất là ngon, vừa đắng vừa ngon. Đấy, mọi người vừa mấy lúc mình ăn thì rất là đắng mọi người ạ. Đấy, ăn xong thì mọi người đấy, nó sẽ ngọt vào trong miệng đấy. Đấy, sau đó cái đắng của nó sẽ vào phá đi cái chất ngọt bên trong cơ thể của mình thì sẽ khỏi dần dần cái bệnh tiểu đường mọi người nhá. Đấy, tiểu đường thì đấy mọi người ạ. Đấy, mọi người nhớ nha mọi người nhá. Đấy. Đây là cây côm qua, dây côm qua mọi người nhá. Đấy, mọi người nhớ cho mình mọi người nhá. Đấy, mọi người nhớ cho mình đấy mọi người ạ. Đấy, mọi người nên nhớ cho mình. Đấy, mọi người nên nhớ cho mình nha mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào trong vườn mình xem có ổ dế mèn nào không để mình đào luôn mọi người. Đấy, bây giờ hôm nay thì mình đi xếp đá này, giới thiệu cho mọi người xem những loại thuốc quý này. Đấy, đây là rau thuốc quý mọi người nhá. Đấy, mình sẽ vào cho nó đỡ buồn nha mọi người nhá. Đấy. Mình sẽ đi kiếm chỗ nào để có ổ dế mèn để mình đào đây. Không thấy mọi người ơi. Bây giờ mọi người đi tìm cùng mình nào. Để mình đào ổ dế mèn để mình về mình nướng ăn nào mọi người ơi. Mình đang đi tìm mọi người nhé. Mọi người đi tìm cùng mình nhé mọi người nhé. Ai chà. Hôm trước thì thấy rất là nhiều. Hôm nay tự dưng không thấy nữa mọi người. Buồn thật. Đấy, buồn thật mọi người ạ. Rất là buồn luôn. Cái này có phải không? Không phải mà. Đấy. Cái này thì nó sang đào rồi nhưng mà nó không ở mọi người nhá. Mình sẽ tiếp tục đi tìm mọi người ơi. Đi tìm ổ dế mèn để mình đào.
mọi người đi theo mình nhé mọi người nhé. Mọi người đi theo mình nhé mọi người nhé. Mình đi tìm ổ dế mèn. Không thấy mọi người. Không thấy. Bây giờ mình sẽ quyết định đi ra bờ sông mình chơi cát thôi, mình cát thôi. Đấy, như thế này thì không được mọi người. Bây giờ mình người đã đi ra bờ sông nghỉ cát với mình nhá mọi người nhá. Mọi người theo mình nhá. Đấy, mọi người đi theo mình nhá mọi người nhá. Mình sẽ xuống sông mình nghỉ. Đấy mọi người nhá. Đấy mọi người đi theo mình nào. Let's go. Đấy và mình sẽ xuống sông nghỉ cát. Leo biển nào. Nhân kỳ à. Không có nhân xám. Đấy và bây giờ mọi người mình sẽ xuống sông. Mình sẽ xuống sông. Mình sẽ xuống sông. Để ngồi đây mình sẽ mình hút điếu thuốc xong mình mới đi nghỉ cát mọi người nhé. Đấy, đi mình nghỉ cát thì mình hút thuốc xong mình mới nghỉ cát mọi người nhé. Đấy, làm điếu thuốc xong mình sẽ xuống đi nghỉ cát hoặc là mình đi sẽ đi gó trúng mọi người nhé. Đấy, bây giờ, hoặc là mình sẽ đi gó trúng. Mình hút thuốc xong nhé mọi người. Mình hút thuốc đâu mọi người nhé. Rất là thoải mái luôn. Đây mọi người ơi, mình làm điếu thuốc xong mình sẽ ra mình gó trúng nha mọi người nhá. Đây cắn ít con bé. Đây khẩu toay chứ. Có leo mà nào. Ồ, mấy mà cái dịp cổ này. Đây mọi người, mình sẽ đặt cái mặt quang ở đây, nóng quá. Đã ôm môi. Chưa ngồi được. Trời giá lạnh thế này. Đấy, đấy mình rất là nóng. Mình sẽ bỏ cái ba lô mình ra đằng ở đây nhé mọi người nhé. Chơi có trống có chiêng ai đây. À mọi người ơi. Áo nhà bộ toài mình mò cắn này. Đây là có trống có chiêng đây này. Mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Mình sẽ đặt cái máy quay đây cho các bạn xem. Đây là người ngày xưa ấy. À không phải, đây là thủ phỉ. Đây đây. Thủ phỉ ngày xưa. Đây là một chiếc trống họ đây mọi người ơi. Họ làm bằng một lon bia mọi người ạ. Đây có hai lon bia và một chai nước gì đây. Chai nước A3 ngọt ngào và mát lạnh đấy mọi người. Mình xin phép hút xong điếu thuốc mình sẽ ra mình hoặc nghỉ cát mình sẽ gói trống cho mọi người xem mọi người nhé. Đấy. Thiếu một cái nha mọi người. Mình sẽ quay cho mình xem. Đặt cái máy quay ra nhé. Trống đây này. Mọi người ơi, đây là cái trống đây này. Đó. Đây mọi người. Trống họ làm bằng lon bia. Bia gì đây mình chưa biết, mình sẽ đậu cho các bạn cùng xem. Rất là mát luôn. Bia Hà Nội. Đây là bia Hà Nội mọi người. Đây, lon bia Hà Nội mình tưởng là lon bia Thanh Hóa. Mình sẽ đặt đây tiếp. Đây là một cái trống.
làm bằng lon bia. Đây là trống mẹ của nó này, cái này là hai trống con. Đây, mọi người nhé. Mình sẽ nhổ này lên, mình sẽ chôn lại. Mình không đào. À, rất là mệt mọi người. À, cái này là họ làm từ rất là lâu rồi. Đấy. Làm rất là lâu rồi. Cách đây khoảng 10 năm rồi các bạn. Đấy, rất là đẹp đúng không? Dưới một cái gốc cây mọi người nhé. Ở dưới một cái gốc cây luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy mọi người. À, dưới gốc cây. Đây có một trống bằng lon bia. Đấy mình sẽ cái này chắc cũng là người ngày, không phải là người ngày xưa, cách đây tầm 10 năm hoặc là 5 năm gì đấy thôi. Các bạn trẻ ra đây họ, các bạn trẻ thời trẻ bây giờ thì thích uống bia mà mọi người ạ, họ rất là thích uống bia nên là chắc là họ ra đây họ mình xin phép hút thuốc xong mình sẽ ra mình cát mới nhé. Họ nghịch thôi, chắc họ làm cái trò này thôi, họ đánh trống đánh kèn. Đấy mọi người có thể nhìn thấy đây là cái chai nước cái kia, Avina A, nước uống đóng chai 3A ngọt ngào và mát lạnh, Perli Atu Mi Tích. Đấy, cái này là vị ngon, vị ngon và ngọt của nước tự nhiên chỉ có ở A3. Đấy mọi người, là cũng không biết sản xuất nó năm nào. Ở đây này, ngày sản xuất ngày 12 tháng 1 năm 2008. Đây 2008, cách đây thì khoảng 10 năm, thực sự là cách đây khoảng 10 năm rồi. Đấy, họ có ghi hạn sử dụng như này, hạn sử dụng là ngày 8 tháng 3 kia đây. Năm 2011111 năm 2011111 nha. Mình quên, mình nói sai. Năm 2011 nha mọi người nhá. Mình nói trên đây, trên người trên đây thì mình nói là năm 2011 thôi, mình không nói năm 2011. Bây giờ mình sẽ cắm cái này vào đây tiếp mọi người nhá. Mình đã hút xong liều thuốc rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ ra tiếng gì? Ra mình nghỉ cát thôi mọi người. Đây mình sẽ ra ngồi ngồi phát thôi mọi người. Mình sẽ ở đây mình nghịch cát rồi nhá. Mình mới thấy một con này. Con nhện nó chết rồi mọi người ơi. Con nhện hộ nha mọi người nhá. Đấy con nhện hộ, đấy nhìn sau lưng của nó giống như con hộ mọi người nhá. Đấy nhìn sau lưng của nó giống con hộ mọi người ơi. Rất là đẹp đúng không mọi người ạ? Đấy rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy. Rất là đẹp đúng không mọi người ơi? Rất là đẹp luôn. Đấy mọi người ạ. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Rất là hay đúng không mọi người? Mọi người nhìn kỹ đi mọi người ơi. Lưng của nó giống con hộ đúng không? Đấy, lưng của nó giống con hộ lắm mọi người. Đấy. Lưng của nó giống con hộ lắm. Đây. Bây giờ mình sẽ đào cát đây nhá. Là đào một hố nhá mọi người nhá. Đào một hố. Đây đào bằng tay. Đào bằng tay, đào một hố ở đây. Mình sẽ đào làm căn nhà đây. Đấy, mình sẽ lấy cái cây mình đào mọi người nhá. Đào làm nhà. Đào làm nhà ở đây mọi người nhá. Mọi người nhìn mình đào mọi người nhá. Đấy, mình ra mình cát đây. Mọi người, bây giờ mình sẽ đào ở đây mình làm nhà mọi người nhá. Đấy. Nè,
ngàn có hai biết chăng nữa nè 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 nè. Lào đào làm cái nhà ở chỗ này mới nhá. Đào sâu bên trong làm cái nhà ở đây. Lên phía lồng ạp rồi. Mình thấy một quả đá này, một hòn đá rất đẹp luôn. Mình đào ra thấy hòn đá rất đẹp. Bên trong nó có màu màu hồng nhá, màu hồng. Cực kỳ ngon luôn. Đấy, làm nhà ở chỗ này mọi người nhá. Ngon. Đấy, đào làm nhà chỗ này. Ngày xưa con hổ mọi người. Ngày xưa con hổ thì nó ở hay ở trong hang mọi người nhá. Đấy, về ngày xưa thì mọi người vào rất là sợ. Đấy, ở trong núi rừng, ở trong hang nhỉ nhá. Con hổ đấy, bây giờ mình sẽ làm nhà giống nó. Con hổ là ông của mình mọi người nhá. Con hổ là ông của mình đấy. Con hổ là ông của mình. Đấy. Ngon quá ta. Kì ngon rồi. Ngon quá các bạn ơi. Như vậy là mình đã ăn xong hai quả ổi của một ôm như đại cá cho mình ăn. Mình cảm thấy rất là ngon. Đấy, và như vậy thì clip của mình sẽ tới đây thôi các bạn ơi. Mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình sẽ làm những video hay hơn và làm ra những sản phẩm có đặc quyền hay hơn. Đấy, như hôm nay đấy rất là đẹp đúng không mọi người? Rất đẹp luôn. Làm nhà con hổ kiểu làm giống con giống cái hang mới nhá. Đấy, con hổ là ông của mình đấy. Con hổ của ông là ông của mình mới nhá. Ông tổ của mình. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người ơi, mọi người nhìn mình đào mọi người nhá. Rất là đẹp luôn đúng không mọi người? Đấy, rất là đẹp luôn. Một cái nhà, một cái hang của con hổ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đá ở đây cũng rất là đẹp. Đấy, mọi người ơi. Bây giờ mình đã đào xong rồi, rất là đẹp luôn. Một cái nhà, một cái hang. Đấy, bây giờ mình đã đào xong rồi, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đấy, hôm nay mình đã làm hang này, làm nhà này. Đấy, mình giới thiệu cho các mọi người xem đấy. Mọi người ơi, mình xếp đá này rất là hay, rất là vui mọi người. Nếu mọi người thấy hay, thấy đẹp thì mọi người nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha mọi người nhá. Bây giờ clip của mình thì hết đây, dừng đây thôi mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì mình nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nhá. Bye bye tất cả mọi người, chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.